Baby, baby, mau qua đây, chú có cái này cho cháu nè. Gà rán ngon lắm nha. Wow, là đồ ăn ngon kìa. Cháu qua ngay đi ạ. À. Của cháu đây, cầm lấy đi. Wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn chú nhiều ạ. À. Cháu đi đây ạ. Ăn mau đi nào, nhanh lên. Nhâm nhâm nhâm, ngon tuyệt cú mèo luôn. Hả? Sao tự nhiên đầu mình choáng váng thế? Chóng mặt quá. Lũ trẻ con thật là dễ mắc bẫy. Ôi, mình sắp không chịu được nữa rồi. Khi đôi mắt của Chip nhắm lại, người đàn ông cũng bắt đầu hiện nguyên hình. Ôi không, đó chính là tên Joker giả mạo thành. Xông lên. Hai tên lính liền đến và khiêng Chip đi. Mang nó về cho ta. Rửa xe cho sạch vào, xe mới không thể để bẩn được. Ai gọi không biết. Hả? Là Baby. Ôi không. Hey Misty, nếu muốn cứu Baby thì hãy đến đây ngay. Ôi không, Baby. Baby, nhìn này. Giờ tôi phải làm sao đây, Baby? Misty, bình tĩnh lại, cùng đi cứu trước nhé. Sau đó, Misty cùng Tani đã hét thật lớn và họ đã biến thành những người nhện. Đi thôi nào. Mami, mami, cứu con với. Các người đến rồi đó. Joker, người mau thả con trai ta ra. Người muốn cứu nó thì phải thắng thử thách của ta trước đã. Ôi không, Baby, khổ thân con tôi. Đừng làm hại đến thằng bé mà. Nhìn cái Rubik này của ta đi. Cầm lấy nó đi, Misty. Tôi phải làm gì với nó bây giờ? Người có 10 giây, bắt đầu. Baby, phải nhanh giải khối Rubik này thôi ta đi. Ôi không, sắp hết giờ rồi. Nhanh lên đi, nhanh lên. Ta đã hoàn thành rồi. May quá, vừa kịp lúc. Hả? Đưa đây ta xem nào. Yeah, chúng ta quá giỏi luôn. Sao mụ ta có thể giải nhanh thế nhỉ? Khoan đã. Hả? Hắn lại định làm gì nữa vậy? Nhìn đi. Đó là gì thế nhỉ? Tên này hình như đầu có vấn đề. Tani, người bước lên đây. Hả? Là tôi sao? Ôi, tôi sợ quá Misty ơi. Tặng người món quà này. Hả? Là một cây súng sao? Tani, chọn một hộp quà và bắn vào. Nhanh lên. Tôi biết rồi. Tôi làm ngay đây. Tani chân run cầm cập, sợ hãi cầm súng cũng run lẩy bẩy, không biết phải làm như thế nào mới đúng ý tên Joker điên loạn. Nhanh cái tay lên Tani, đừng để ta nổi nóng. Tôi làm ngay đi. Misty, bắn sao bây giờ? Mình phải mạnh mẽ lên. Màu đỏ, ta chọn đó. Nói rồi Tani cầm khẩu súng lên bắn liên tục vào hộp quà màu đỏ. Thật may khi hộp quà phát nổ, bên trong lại không có gì cả. Hả? Yeah, yahoo, Misty ơi, thành công rồi. Giỏi lắm Tani à, yeah. Bực mình, sao chúng may mắn thế không biết. Mami ơi, cứu con với. Tên Joker kia, hãy mau thả thằng bé ra mau. Các người nghĩ dễ dàng như thế sao? Xem đây. Tên Joker vung tay và biến ra một con khủng long nhện. Con khủng long nhện theo lệnh của hắn điên cuồng lao về phía Misty và Tani và đánh vào mặt họ một quả rắm siêu to và siêu thối khiến họ ngất đi. Con khủng long kia, dừng lại ngay. Hả? Là Nick Spider-Man. Wow, anh đến kịp thời lắm. He he he, việc gì khó cứ để tôi lo. Tani à, đứng dậy đi nào. Ôi Nick, cảm ơn anh. Mọi người, xông lên. Ba người nhện cùng hợp sức với nhau vây xung quanh khủng long rồi trói nó lại, ném ra xa tít không còn thấy hình. Sao có thể? Ôi không, đừng đuổi theo tôi. Joker đã nhận được một bài học thích đáng. Misty và Neighbor đang hẹn hò cùng với nhau ở ngoài công viên. Trông họ thật là tình cảm. Nắm tay em nè. Nhìn hai người này thật ngứa mắt. Tôi có làm gì đâu. Ôi da, đau quá đi à. Nắm tay em đây nè. Cảm giác thật là thích. Lại đây cho anh thơm một cái nào. Em ngại lắm. Má em nè. Anh thơm đi. Thật là thích quá đi. Anh ấy thật là đẹp trai mà. Lại đây anh thơm cái nào em yêu. Ơi, cô là ai vậy? Là em đây mà. Anh kỳ thật đó nha.
Ôi, tôi đâu có quen cô. Cô đi ra đi. Anh đứng lại đó, không được chạy. Ha ha, anh chạy đi đâu hả anh yêu? Hôm nay mình hái được thật nhiều hồng. Hả? Misty đang làm gì vậy kìa? Ôi, thật là quá đáng mà. Sao làm vậy với mình chứ? Misty, 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 cô bị làm sao vậy? Tani ơi, Longlegs đã phá đám tình cảm của tôi và Neighbor. Cô ta đã cướp mất ông ấy từ tay tôi rồi. Hả? Là Longlegs, thật là quá quá. Không thể tha thứ cho cô ta được. Đi theo tôi, chúng ta đi tìm Longlegs. One hour later. Làm ơn bỏ tôi ra đi mà. Tránh ra đi, đừng cuốn lấy tôi nữa. Anh yêu à, em thích anh thật mà. Ui da. Hả? Là Misty và Tani. Đưa đây, để tôi ném cô ta. Ném đi. Ơi, đừng ném về phía tôi mà. Anh yêu, che cho em với. Đôi mèo má gà đồng này, tôi ném hai người. Đúng đó, ném họ đi. Tất cả quả hồng đều bắn thẳng vào mặt Neighbor, khiến ông ấy đứng ngờ ngác. Hai người mau đứng lại đi. Mụ già đáng ghét này. Ôi da, cái mũi của tôi. Ai, cô thật là quá đáng mà. Sau đó Tani hét thật lớn, cô ấy liền biến thành Iron Man. Ta sẽ cho cô biết tại. Xem tia laser của ta đây. À, dừng lại đi. Hả? Tani dùng hết sức mình phóng tia laser về phía Longlegs. Hay dở. À, ôi da. Dám gọi người đến đánh ta hả? Ta sẽ cho hai người biết thế nào là lễ độ. Không được phép động vào Misty của ta. Neighbor lắc người, xung quanh ông tỏa ra làn khói màu xanh. Wow, Neighbor đã biến thành người nhện. Dừng tay lại ngay. Hey. À. Ôi cha mẹ ơi, cứu con. Neighbor tung Longlegs lên trời rồi xoay vòng vòng cho cô ta chóng mặt. Sau đó quăng một cái khiến cô ta đập thẳng vào xe tải. Không dừng ở đó, Neighbor tiếp tục kéo cô ta lại gần, tiếp tục đánh cho cô ta một trận nên hơn. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Ha ha, đáng lắm. Neighbor, đỡ cháu dậy đi. Ra chỗ khác chơi. Bà có sao không Misty? Tôi không sao đâu, ông tuyệt lắm đó. Ha ha ha, bà quá khen rồi. Còn ghét chưa kìa. Nhầm nhầm nhầm, trà sữa thật là ngon. Hết hồn. Đưa đồ uống của ngươi cho ta mau. Không được, đồ uống của tôi mà. Mặc cho baby không muốn cho, con quái vật gai vẫn lao đến. Không, không được, không được đến gần đây. Đáng đời lắm đồ xấu xí. Wow, ngon quá đi thôi. Mau đưa trà sữa đây. Baby và quái vật gai bắt đầu lao vào đánh nhau. Baby không nhường nhịn, đá cho quái vật một cái đầu điếng. Đau quá, bố mẹ ơi. Cậu đã làm gì con trai tôi? Bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Ngay lập tức gia đình của Baby chạy đến. Cậu bé kể về việc mình bị ức hiếp. Cả hai bên không ai chịu nhường ai và bắt đầu chửi lẫn nhau. Thấy cãi nhau không giải quyết được vấn đề, gia đình Baby quyết định dùng vũ lực. Họ hét lên một tiếng biến thành những siêu anh hùng. Xung quanh tỏa ra ánh hào quang. Cùng với bản giới thiệu vô cùng hoa mỹ, họ chính là biệt đội bốn siêu nhân đó sao? Thor Neighbor, By the Knee, Hurt Baby, và Captain Misty. Không biết sức mạnh của họ đến đâu, nhưng có vẻ họ rất tự tin vào khả năng của mình. Gia đình quái vật cũng không kém cạnh. Họ nhẹ nhàng xoay một vòng, liền biến bản thân trở nên cứng cáp như thép. Mọi người xông lên đi nào. Baby xuất trận đầu tiên, cú hút đầu trực diện đã khiến cả hai chóng mặt ngã tại chỗ. Sao đầu tiên này lại cứng như đá thế nhỉ? Không chỉ như vậy đâu, xem đây. Ngươi nghĩ ta chịu thua sao? Sau tiếng thét vang rền của Baby, cậu dần to lớn, đấm nhẹ một cái, quái vật Baby bay thẳng vào tường rồi ngã bịch xuống đất. Lêu lêu, yếu mà đã đấu với ta hả? Còn non lắm. Ngươi dám làm bậy với con ta sao? Ôi không, mẹ ơi. Cứu con với mẹ ơi. Không được làm hại đến con ta. Hai sức mạnh trực tiếp đối diện với nhau. Misty dần yếu đi và ngã quỵ xuống. Ha ha,
Giờ thì ai là người yếu đầy hạ nhóc? Mình có kế này. Lúc này Misty không thể chịu được đòn tấn công của quái vật bố nữa mà ngất xỉu. Ha ha. Baby đang định làm gì vậy? Thì ra cậu đánh ném từ phía sau của quái vật bố, đá ông ấy một cái bay thẳng lên trời cao rồi rụng xuống. Nhân cơ hội đó, hai mẹ con Misty vào hội đồng. Sau đó Baby còn ném bay quái vật bố đi cho hả giận. Yeah, mẹ con mình thắng rồi. Xông lên. Cái gì? Ôi da, sao lại đâm vào tôi? Quái vật mẹ ngay lập tức phản công, phun tư nhện ra bắt lấy ngay bờ và Nick. Thả tôi ra, thả ra mau lên. Ôi không. Rất nhanh, Neighbor và Nick đã né được đòn tấn công của quái vật mẹ. Mụ ta định đánh lén sao? Hay, không dễ vậy đâu. Nick phun ra tơ nhện, bắt lấy cục đá ven đường và quăng thẳng vào mặt quái vật mẹ, nhưng lại bị phản đòn. Thấy vậy, Neighbor liền giương búa gõ một phát khiến quái vật mẹ bị sét đánh. Kết quả là cả nhà quái vật bại trận thảm hại. Yeah, chúng tôi là người chiến thắng. Hãy sợ bọn ta chưa hả? Đi thôi. Bum 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 b